trên thế giới đối phó Trung Quốc, Mỹ cần nâng cấp tên lửa ở đảo Guam. Trung Quốc, Nga sẽ phối hợp về vấn đề Afghanistan. Cựu Ngoại trưởng Nhật chính thức chạy đua chức chủ tịch LDP. Thủ đô Đan Mạch là thành phố an toàn nhất thế giới. Tại Việt Nam, tính đến sáng nay, Việt Nam đã có hơn 381.000 ca nhiễm COVID-19, hơn 9.300 ca tử vong, hơn 770 ca nặng và rất nặng. Bộ trưởng Y tế cho biết tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm. Vấn đề hôm nay là hình ảnh của người bộ đội len lỏi trao hơn 1,8 triệu túi an sinh cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, người lang thang xúc động rơi nước mắt khi được tiêm vaccine. Xe hàng thiết yếu bị mắc kẹt, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cần Thơ bỏ ngay quy định. Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố tạm giam 3 đối tượng sản xuất mua bán thuốc điều trị COVID-19 giả. Quý vị đang đến với bản tin trưa trên các nền tảng của FPNC hôm nay, ngày 26 tháng 8, mở đầu là phần tin thế giới. Thưa quý vị, giáo sư Matthew Krotnik từ trường đại học Georgetown, cựu đặc phái viên chính phủ và cựu cố vấn Bộ Quốc phòng trong giai đoạn 2017-2021, mới đây đã có một bài viết đáng chú ý trên tờ The Hill. Theo ông, thì để đối phó với Trung Quốc, thì Mỹ nhất định phải nâng cấp kho tên lửa ở đảo Guam. Mở đầu bài viết, ông cho rằng nhiều năm qua Mỹ đã tiêu tốn sức lực ở Afghanistan và Trung Đông. Taliban quay lại cũng ảnh hưởng ít nhiều đến vai trò lãnh đạo toàn cầu của Washington và làm lung lay niềm tin từ đồng minh. Tuy nhiên thì Trung Đông không phải là vấn đề quá lớn với an ninh của Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Đối thủ lớn nhất, lâu dài nhất và khó đoán nhất là Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc đã tăng tốc hiện tại hóa trong những năm gần đây với chiến lược từng bước đẩy Mỹ ra khỏi khu vực để họ có thể quyết đoán hơn trong tranh chấp với láng giềng cũng như thâu tóm Đài Loan. Hiện nay thì ở châu Á Thái Bình Dương, Mỹ đang có 3 căn cứ chính đặt tại Nhật Bản, Hàn Quốc và đảo Guam. Những lực lượng này có thể cho phép quân đội phản ứng nhanh chóng với bất kỳ đe dọa nào trong khu vực. Tuy nhiên thì tại Nhật và Hàn Quốc thì Mỹ chưa có tên lửa tầm xa và chính xác. Điều này đặt ra một nhu cầu thực sự phải nâng cấp kho tên lửa ở đảo Guam để khi có xung đột tại eo biển Đài Loan, Mỹ sẽ nhanh chóng dùng vũ khí này chế ngự hỏa lực đối phương. Không những vậy thì nâng cấp kho tên lửa tại đây sẽ khiến các đồng minh cảm thấy an tâm hơn, tránh rơi vào tình trạng bất an sau những gì xảy ra ở Afghanistan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm hôm thứ Tư ngày 25 tháng 8 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Trong cuộc nói chuyện thì ông Tập cho biết kể từ đầu năm nay, hai nước đã xem lễ kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác Trung-Nga làm điểm khởi đầu mới để thúc đẩy phối hợp và hợp tác thiết thực toàn diện hơn giữa hai nước. Ông Tập có nói, hai nước nên tìm hiểu những mô thức hợp tác mới, mở rộng các lĩnh vực hợp tác cũ đã có hiệu quả và nỗ lực để tăng cường niềm tin nhiều hơn. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga để hợp tác phát triển vaccine, cũng như đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu, để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của nhân dân hai nước, góp phần xây dựng cộng đồng và sức khỏe chung của nhân loại. Hai lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình quốc tế, thì ông Tập cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, tuân thủ chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, đồng thời sẽ đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề Afghanistan thông qua đàm phán chính trị, không phải đối đầu quân sự. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với Nga cùng cộng đồng quốc tế để khuyến khích tất cả các phe phái ở Afghanistan xây dựng một cấu trúc chính trị cởi mở, hướng đến thực hiện các chính sách đối nội và đối ngoại ôn hòa thận trọng, tách biệt triệt để khỏi các nhóm cực đoan, duy trì quan hệ hữu nghị với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Colombia Iván Duque đã tổ chức hội đàm thượng đỉnh tại Seoul vào thứ Tư ngày 25 tháng 8 và nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Tổng thống Duque và vợ Maria Juliana Cruz đã đến Seoul hôm 24 tháng 8 trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, trở thành lãnh đạo đầu tiên đến Hàn Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đối với Tổng thống Colombia, thì đây cũng là chuyến công du đầu tiên của ông bên ngoài châu Mỹ Latin trong thời gian đại dịch. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của ông Moon nhằm đánh dấu kỷ niệm 10 năm ký nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và kỷ niệm 70 năm Colombia tham gia chiến tranh Triều Tiên. Tại cuộc
hội đàm, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở hạ tầng, những khía cạnh Hàn Quốc rất có thế mạnh. Tổng thống Colombia nói rằng ông quan tâm rất nhiều đến năng lực khoa học và công nghệ của Hàn Quốc. Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy làm việc về các vấn đề cựu chiến binh. Trong đó, ông Moon cam kết có nhiều chương trình hỗ trợ hơn cho các cựu chiến binh Colombia từng tham chiến ở bán đảo Triều Tiên và thành viên gia đình họ. Để vinh danh sự phục vụ của họ, thì hai cựu chiến binh Colombia cũng đã được mời tham dự bữa tối chào mừng diễn ra sau đó trong ngày. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo tham mưu trưởng không quân nước này, tướng Park In-ho, sẽ thăm Mỹ trong mấy ngày tới để đàm phán nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực không gian vũ trụ và hàng không. Tướng Park sẽ có chuyến đi 10 ngày tới Colorado và Hawaii theo lời mời của chỉ huy trưởng các hoạt động vũ trụ của quân đội Mỹ, tướng John Raymond, và tư lệnh lực lượng không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, tướng Kenneth Wilsbeck. Trong chuyến thăm tới Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ, thì tướng Park dự kiến sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo cơ quan này để thảo luận tăng cường liên minh và hợp tác các dự án lớn. Hai bên cũng có kế hoạch ký một biên bản ghi nhớ về việc thành lập một cơ quan tham vấn chính sách không gian chung. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tướng Park kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 vừa qua. Theo một số nguồn tin thân cận, thì cựu ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida sẽ chính thức tham gia cuộc đua cho vị trí chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền, hiện do Thủ tướng Yoshihide Suga nắm giữ, và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 9 tới. Hiện Thủ tướng Suga đang chuẩn bị giải tán Hạ viện vào đầu tháng 10 để tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới trên toàn quốc, vì nhiệm kỳ của các thành viên Hạ viện cũng sẽ hết hạn vào thời gian đó. Thủ tướng Suga mới đây nói với ông Toshihiro Nakai rằng, Tổng thư ký LDP rằng, ông dự định sẽ tiếp tục một nhiệm kỳ nữa lãnh đạo đảng này, bất chấp thời gian qua công chúng bất mãn với cách xử lý COVID-19 của chính phủ. Nhiệm kỳ hiện tại của Thủ tướng Suga ở LDP sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9, và đảng có kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử chọn lãnh đạo mới vào ngày 29 tháng 9, với chiến dịch vận động bắt đầu từ ngày 17 tháng 9. Cựu Ngoại trưởng Kishida cũng là cựu giám đốc chính sách của LDP. Ngoài ông Kishida, thì ông Shane Takeuchi, một thành viên bảo thủ của LDP thân cận với cựu thủ tướng Shinzo Abe, cùng với người đứng đầu chính sách của LDP, ông Hakubun Shimomura, được cho cũng sẵn sàng tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Lãnh đạo LDP có khả năng rất cao sẽ làm thủ tướng Nhật nếu đảng này chiến thắng trong cuộc tuyển cử vào tháng 10. Theo cuộc bình chọn và đánh giá mới nhất của Economist Intelligence Unit, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch được đánh giá là thành phố an toàn nhất thế giới với 82.4 điểm, xếp sau lần lượt là Toronto của Canada, Singapore, Sydney của Úc và thủ đô Tokyo của Nhật. Tạp chí EIU đưa ra đánh giá các thành phố an toàn nhất trên thế giới cứ mỗi 2 năm một lần. Kể từ năm 2015, các thành phố được đánh giá dựa trên những tiêu chí như là mức độ số hóa trong dịch vụ tư lẫn dịch vụ công, cơ sở hạ tầng xã hội, tự do cá nhân và sự an toàn của các công dân. Trong kỳ xếp hạng lần này, thì do có COVID-19 nên các yếu tố liên quan tới sức khỏe và an ninh y tế được xem trọng hơn. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin trưa cùng những cập nhật về tình hình trong nước nổi bật trong ngày. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế cho biết kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 381.363 ca mắc COVID-19, đứng thứ 66 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm cứ 1 triệu dân, thì Việt Nam đứng thứ 168 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tức là bình quân cứ 1 triệu người thì sẽ có 3.879 ca nhiễm. Ngày hôm qua thì có 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 169.921 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 749 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ICMO là 27 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 25 tháng 8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, tương ứng với 2,1%. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh với 190.166 ca, Bình Dương là 81.182 ca, Đồng Nai là 19.728 ca, Long An là 19.046 ca và Tiền Giang là 8.155 ca.
Về tình hình dịch bệnh đang diễn biến tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh thì chiều qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong 2 ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội nên đã giảm 80% số lượng người dân đi lại. Lực lượng y tế triển khai lấy mẫu khoảng 500.000 mẫu xét nghiệm COVID-19. Qua đó, tỷ lệ nhiễm bệnh được xác định là khoảng 3,6% giảm so với trước đây. Song song với đó thì đã có 393 trạm y tế lưu động hoạt động 24/7 cùng với việc cán bộ y tế vào từng khu vực phát thuốc khám bệnh. Bộ trưởng khẳng định nếu chúng ta giữ chắc được như thế này cùng với đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm được kiểm soát. Còn tại Đồng Nai, địa phương kế cận thành phố Hồ Chí Minh đang có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp khi tối qua Sở Y tế tỉnh này cho biết đã ghi nhận thêm 836 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính tại Đồng Nai trong đợt dịch thứ tư lên 20.614 ca, tập trung chủ yếu tại thành phố Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Nhân Trạch, Trảng Bom. Trong số các ca dương tính mới thì có 22 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 464 ca trong khu cách ly và 350 ca trong khu phong tỏa, 7 ca phát hiện tại công ty Olam, khu công nghiệp Biên Hòa 2 đang phong tỏa. Tại công ty OPV, khu công nghiệp Biên Hòa phát hiện 3 ca dương tính. Công ty này đã và đang thực hiện 3 tại chỗ và đánh giá nguồn lây nhiễm là do từ hàng hóa bên ngoài vào. Thay vì tình huống có 100.000 ca nhiễm mà Bình Dương đã tính toán thì ngày hôm qua, địa phương này dự kiến khoảng giữa tháng 9 thì tổng số ca nhiễm có thể tăng lên 150.000 ca khi tỉnh xét nghiệm sàng lọc diện rộng lần 3. Có thể thấy rằng là tình hình dịch bệnh tại Bình Dương đang có những diễn biến phức tạp và căng thẳng. Số ca mắc toàn tỉnh tiếp tục tăng trong những ngày qua, chủ yếu qua xét nghiệm cộng đồng và trong khu phong tỏa. Tỉnh Bình Dương hiện đang ráo riết chuẩn bị nhân lực vật tư cho cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 lần này. Thưa quý vị, người ta thường truyền tai nhau câu nói rằng là Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, giọt lệ càng khô cằn, mặn đắng. Tuy nhiên là với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, thì quyết tâm dập dịch mang bình yên về cho người dân và trên hết là với sức mạnh của người bộ đội Cụ Hồ, tình quân dân như cá với nước. Trong những ngày này, hình ảnh những chiến binh bộ đội Việt Nam đẹp rạng ngời trong mắt của người dân trong nước và ngoài nước. Những ngày qua thì bất chấp nguy hiểm của dịch bệnh, lực lượng quân đội len lỏi vào các con hẻm nhỏ để trao quà tới tận tay các F0 và gia đình nạn nhân tử vong vì COVID-19. Những quà từ bộ đội thì nhiều gia đình rất xúc động bởi sự tận tình của các anh. Tính đến ngày hôm qua thì theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh thì trung tâm an sinh thành phố đã vận động được trên 1.860.000 túi quà an sinh, trị giá là 300.000 đồng một phần. Sắp tới là thành phố cũng sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị cho đủ 2.000.000 túi an sinh như kế hoạch đề ra. Cũng trong hôm qua, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 100 người vô gia cư lang thang cơ nhỡ trên toàn địa bàn quận 4. Khi có được sự quan tâm, những người yếu thế không khỏi xúc động, nước mắt đã rơi vì cái nghĩa tình. Được biết thì những người vô gia cư này sau khi tiêm sẽ được đưa về trung tâm an sinh xã hội để chăm sóc. Vừa rồi là những gì mà chuyên mục vấn đề hôm nay muốn gửi gắm. Hãy tương tác cùng chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Những ngày qua, việc Cần Thơ có văn bản yêu cầu phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được đăng ký trước và phải trung chuyển hàng hóa, dẫn tới tình trạng ùn tắc gây bức xúc. Sau khi nắm được thông tin thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng việc này là vi phạm chỉ đạo của chính phủ, phải dừng ngay. Cụ thể thì Bộ trưởng bức xúc nói, chính phủ đã chỉ đạo xe nào đã được cấp mã QR chỉ tiền kiểm và hậu kiểm, trong khi xe vận tải hàng hóa chở đến cho bà con không lưu thông được, báo chí phản ánh người dân mất cả chục tiếng đồng hồ để chờ đợi qua thành phố Cần Thơ. Cần Thơ là đầu mối giao thông mà lại làm khó dễ như vậy, ai mà ưa được. Địa phương đẻ ra quy định trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gây khó khăn trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa thì phải chịu trách nhiệm. Có thể thấy là trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, nông sản là vô cùng ý nghĩa để kịp thời cung ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Thưa quý vị, là mặt hàng nông sản chủ lực phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và một số thị trường khác, thì mấy năm qua, người dân Bình Tân, Vĩnh Long gắn bó và ổn định cuộc sống nhờ canh tác khoai lang tím Nhật. Tuy nhiên thì năm nay, dịch bệnh gây ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ khoai tại địa phương này. Hiện tại 27.000 tấn khoai lang đang bị tồn đọng, rớt giá và không có đầu ra. Để kịp thời hỗ trợ tiêu thụ khoai lang nhằm giảm thiệt hại cho người nông dân, vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương đang phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long triển khai các phương án thúc đẩy tiêu thụ và kết nối phân phối trên cả nước để hỗ trợ cho người dân.
Trong khi đó, thì ngành công nghiệp trọng điểm dệt may đang gặp nhiều thách thức bủa vây trong 4 tháng cuối năm nay bởi những ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động đến khoảng 50% nhà máy tại khu vực miền Nam. Thông tin vừa được Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS đưa ra mới đây. Hiện tỷ lệ nhà máy không đáp ứng được 3 tại chỗ và đóng cửa đã lên tới 30-35%. Chưa dừng lại ở đó, thì sóng gió tiếp theo của ngành là thiếu thị trường, nguyên liệu, nhân công và giá vận tải tăng cao do dịch Covid-19. Cùng với đó là bài toán đảm bảo tỷ lệ tiêm vaccine cho người lao động. Nếu dịch bệnh được kiểm soát vào cuối tháng 8, rào cản phát triển của ngành được tháo gỡ, kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam trong nay chỉ có thể đạt 33 tỷ đô la Mỹ, giảm 6% so với cùng kỳ. Về tình hình an ninh trật tự, hôm qua thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, 46 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Dương Quốc Chinh, 61 tuổi, ngụ quận Gò Vấp và Nguyễn Thị Kim Tuyên, 50 tuổi, ngụ quận 11 về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh phòng bệnh. Trước đó thì lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thuận chở một lượng lớn thuốc không rõ nguồn gốc. Lúc này thì Thuận khai đây là tân dược giả do Thuận tự mua nguyên liệu rồi sản xuất và đem bán kiếm lời. Khám xét khẩn cấp thì 3 địa điểm tại quận Phú Nhuận, quận Tân Bình và quận 8, công an đã phát hiện khu vực sản xuất tân dược giả là nhà vệ sinh. Ngay sau đó, công an đã tạm giữ số lượng lớn nguyên liệu gồm hơn 630.000 viên tân dược giả và công cụ, phương tiện sản xuất. Trong đó thì có 3.116 hộp thuốc giả một số nhãn hiệu, 2,5 kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất thuốc giả, 100 lọ thuốc loại 200 viên cho một lọ, 50 lọ thuốc đã bốc nhãn hiệu cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam qua khu vực Bắc Trung Bộ, kết hợp với gió hội tụ lên tới 5.000m, ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của rì nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá ở cấp độ 1. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.